Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm. Đây là mạch khuếch đại công suất 12V 2.06 10W. Đây là một mạch khuếch đại công suất có thể nói là nó nằm ở trong cái tầm cao cấp. Có nghĩa là công suất thì nó nhỏ nhưng mà mạch nó nằm ở cái tầm chất lượng cao cấp anh em nhé. Vì vậy là các bạn không có thể so sánh cái mạch này với những cái mạch công suất lớn hơn mà giá rẻ hơn được. Bởi vì mạch này nó sử dụng tất cả các linh kiện cực kỳ chất lượng luôn. Ở đây là một cái tờ giấy đi kèm theo sản phẩm. Thì với cái mạch khuếch đại công suất này, nó sử dụng bằng công nghệ khuếch đại công suất Class AB. Đấy. Mạch này ở trên đây thì nó có rất là nhiều thông số khác nhau và cách sử dụng bằng tiếng Anh anh em nhé. Ok, và có hình vẽ, hình chụp ảnh, hình ảnh đầy đủ luôn. Tập trung vào cái mạch này thì chúng ta sẽ có một mạch khuếch đại công suất cùng với lại một dây kết nối tín hiệu 3 chân chống nhiễu. Với mạch này thì ở trên mạch nó đã được tích hợp sẵn một cái nhôm tản nhiệt mà chúng ta không cần phải cấp quà tản nhiệt cho mạch này đâu. Đầu tiên là mạch này nó sử dụng bằng con IC khuếch đại TDA7377. Với cái điện áp chúng ta cấp vào là từ 9 cho đến 18V DC. Trở kháng ra loa chúng ta sử dụng là từ 4 cho đến 8 ohm. Công suất ra loa thì là mặc định, định danh của nó, mỗi một kênh là 30W. Còn khi chúng ta sử dụng bằng nguồn 18V với loa 4 ohm thì nó có thể đạt đỉnh lên thành 35W trên một kênh. Thì đối với cái mạch này thì chúng ta có thể sử dụng được cho loa bát 10cm đến bát 12cm, hoặc cùng lắm lên đến loa bát 16cm thôi. Đó là những cái cặp loa mà nó loa full giống tương tự như này này, nhưng mà nó nhỏ hơn là để chúng ta sử dụng nghe thay loa tivi, hoặc là nghe trong phòng ngủ, hoặc là chúng ta sử dụng để loa cho để nghe trong cái khu vực máy tính ấy, cũng được. Nhưng mà đây là cái dàn 2.0 anh em nhé. Thì về trên mạch này, tại sao mình nói là cao cấp? Bởi vì tất cả các cái linh kiện ở trên đây nó sử dụng toàn là linh kiện cao cấp hết anh em nhé. Riêng cái main này nó rất là dày luôn em. Nhìn nó nhỏ như vậy nhưng mà cái main nó rất là dày. Đó. Phím đồng, thủy tinh, mạ vàng. Đấy, các bạn thấy các cái đường mạch này. Nhìn cái mạch này nó độ hoàn thiện nó rất là phê luôn. Đấy. Model sản phẩm là TDA 7377 Pro 2. Phiên bản version 1.3. Đấy, đây là mặt sau anh em nhé. Nhôm tản nhiệt này. Rồi, về mặt trước chúng ta sẽ xem. Mạch này được phát triển bởi cái thương hiệu LOSC. Đó, tên mạch đây. Ở trên mạch này nó được tích hợp bao gồm là 4 con tụ Nichicon 25V 2200 microfarad. 4 con tụ lọc nguồn. Trên đây có một con diode để chống ngược cực đầu vào. Vì vậy là đối với mạch này chúng ta có thể đấu ngược âm dương cũng không lo nó bị hỏng anh em nhé. Tiếp theo là trên mạch này, đầu tiên là cái phần nguồn cấp vào. Anh em có thể nhìn thấy ở bên cái phía bên phải này sẽ có 4 cái cọc vít. Thì bên này nó có ghi chữ 12V DC và có cộng và trừ. Thì chúng ta sẽ cấp nguồn âm dương của nguồn đầu vào ở đây. Nguồn vào là từ 9 cho đến 18V DC. Ngoài ra thì còn có thêm một cái cặp cọc nữa có chữ R cộng, R trừ, thì đây là ra loa phải âm dương. Bên đây có cọc nữa hai chân có cái ký hiệu là L cộng và L trừ, đây là ra loa trái.
Ngoài ra thì cái đầu tín hiệu âm thanh chúng ta cấp vào sẽ bằng hai lựa chọn, bằng jack ba chân màu đen ở đây. Nó có ký hiệu là L-in, GND và R-in, chúng ta cấp jack ba chân. Hoặc anh em sử dụng bằng jack 3.5mm cắm trực tiếp vào 3.5mm ở đây cũng được nhé. Và trên đây là con IC khuếch đại chính là con TDA7377. Bên đây thì sử dụng bằng chiết áp dầu, vì vậy là chúng ta không lo nó bị sọt sẹt trong sau một thời gian sử dụng. Ở trên đây núm vặn thì sử dụng bằng núm vặn nhôm phay CNC, vì vậy là nhìn rất là cao cấp và rất đẹp luôn. Rồi, và bây giờ tập trung vào chúng ta test sản phẩm. Ở đây các bạn lưu ý là khi chúng ta sử dụng loa 8 ohm thì ở nơi điện áp 12V thì chúng ta sẽ đạt khoảng tầm 30W. Còn khi chúng ta sử dụng điện áp 18V là tối đa thì nó đạt được tối đa là 35W trên một kênh nhé. Kích thước của mạch này tổng thể bao gồm là 90,5mm nhân với 55.1mm và nhân với 26.6mm. Đó là kích thước của mạch. Như vậy là đối với kích thước nhỏ gọn như này, chúng ta cũng có thể cho trực tiếp cái mạch công suất này vào những cái loa full bát 10, bát 12 hoặc bát 16. Rất là ok. Đầu tiên thì mình sẽ cấp cái nguồn vào. Thì cũng như tương tự như các video khác thôi. Cái nguồn 9V thì chắc không mấy khi chúng ta sử dụng nguồn 9V cả. Bởi vì nguồn thấp nhất thì bao giờ mạch nó hoạt động nó cũng không hay. Tốt nên hết là nhà sản xuất đang khuyến cáo chúng ta sử dụng cho cái mạch này ở nguồn 12V DC. Còn nếu như có điều kiện chúng ta cứ sử dụng lên 15, 16 hoặc 18V thì hay nhất. Tóm lại là mạch cứ phải là mạnh điện thì chúng ta nghe mới sướng được. Như vậy là mình đã kết nối xong nguồn này, nguồn cấp vào này, tín hiệu cấp vào và hai đầu ra loa. Và hiện tại trong video này thì mình chỉ có một đôi loa, ở đây là đôi loa bát 20, loa để chúng ta test sản phẩm. Còn loa 16, loa 10, loa 12 thì mình không có sẵn ở đây. Vì vậy là mình test bằng đôi 20 anh em nhé. Tín hiệu âm thanh thì hiện tại bây giờ mình đang kết nối, mình sẽ kết nối vào Bluetooth với một bộ thu Bluetooth ở đây. Và sau đó nó sẽ đưa nhạc thông qua cái jack 3.5, thông qua cái jack 3 chân chống nhiễu này để chúng ta test sản phẩm này nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nghe cái nhạc nhạc sàn trước này. Âm lượng nhỏ thôi bởi vì loa này loa bass 20 mà muốn nó đánh căng thì rất là khó, bởi vì là công suất 30W thì nó không thể đủ để đánh hết công suất của cái loa bass 20 này được. Rồi, chúng ta sẽ cùng nghe này. Mình sẽ mở đến cái tầm nghe nó êm nhất nhá, nó không vỡ tiếng loa là được nhá. Bởi vì cái loa này chắc chắn chúng ta tăng lên hết cỡ thì nó vỡ tiếng rồi. Bởi vì không đủ công suất cho loa nó hoạt động. Hay anh em ạ. Không biết là anh em có thể cảm nhận được hết cái chất âm của cái sản phẩm này hay không. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang cấp nguồn vào là 12V. Nghe với cái công nghệ khuếch đại công suất Class AB như thế này, đánh tiếng trầm, tiếng bass nó rất là chắc và tròn luôn. Và hiện tại bây giờ thì không có đầu tín hiệu vào, là mình lấy trực tiếp từ bộ thu Bluetooth, nó không thông qua một cái mạch âm sắc hay là mạch tiền khuếch đại nào cả nhé. Thì âm lượng ở đây lúc này là mình đang vặn lên maximum rồi. Nhưng mà các bạn thấy là maximum thì cái loa này cũng chưa đến mức mà vỡ tiếng đúng không ạ? Rồi chúng ta xem cái nguồn mình đang cấp vào này. 12V DC. Ok. Và các bạn vừa mới nghe thấy là cái tiếng ở cái mức điện 12V đấy. Bây giờ mình sẽ tăng lên khoảng tầm 15 đến 18V đi. Chúng ta nghe xem là maximum nguồn vào thì nó sẽ hay như thế nào. Rồi mình đã cấp vào bây giờ là nguồn 18V. Để chúng ta thử nghe xem là 18V nhạc nó sẽ trong và lực đến mức như thế nào nhá. Đây 18.0V anh em này. Đấy. Đây 17.9 mấy 18V. Ok. Bây giờ chúng ta nghe xem này. Nó trong, nó hay lắm anh em ạ. We'll be right back.
chất lượng. Nói chung là đúng là tiền nào nó vẫy nấy. Mặc dù công suất nó nhỏ nhưng mà nó đánh cái tiếng nào nó ra tiếng đấy. Có nghĩa là bát nó đập lực mà mình cảm giác là cái bát nó đập rất là lực và nó rất là tròn tiếng. Có thể đây là một cái điểm mạnh của cái công nghệ Clark AB. Và bây giờ thì mình đang sử dụng bằng nguồn 18V từ nãy đến giờ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái nguồn thông dụng nhất mà chúng ta hay sử dụng là nguồn 12V. Để chúng ta nghe cũng là những cái bài nhạc lúc nãy, cũng là cái âm lượng maximum mình đang vặn lên đây. Để xem là 12V thì nó có ổn không nhá. Thì mình nghĩ là 12 với 18V thì nó cách biệt nó cũng không nhiều lắm. Còn nếu như mà nhu cầu các bạn về sử dụng đó, mình khuyên các bạn nên sử dụng các cái cục nguồn 15V hoặc là 18V là tốt nhất. Đó là mình khuyên các bạn nên sử dụng cục nguồn 15V này hay nhất. Bởi vì điện nó càng mạnh thì bao giờ đánh nó cũng phải chắc, phải gọn hơn rất nhiều rồi. Bây giờ nghe 12V này. Rất là ok, rất là hay anh em ạ. Rất là chi tiết luôn, rất là hay luôn. Và dù nơi chốn quê hay ở xa nơi tận cuối đời, mình rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng để gian khổ. Sống còn vang dâng lòng tham, đây chiến trường thề quyết sông pha. Nó có một cái điểm này mình nghi là cái này là do phần Bluetooth. Có nghĩa là khi mình đang cái bài kia mình chuyển sang cái bài khác thì nó có tiếng rè một chút lúc đó. Nhưng mà trên thực tế thì không phải là rè do mạch đâu, mà rè nó do cái bộ thu Bluetooth này nó chuyển đổi từ một bài hát này sang một bài hát khác thì nó sẽ bị rè một chút trong cái lúc chúng ta chuyển đổi. Chứ còn cái này thì hiện tại bây giờ mình đang dừng nhạc này. Các bạn nghe cái loa này nó đang rất là im lặng. Nó rất là trong sạch luôn, nó không có một cái tí nhiễu nào cả luôn. Nghe âm thanh thì quá chất rồi. Như vậy là ngày hôm nay mình đã giới thiệu rất là chi tiết về từng cái tính năng của sản phẩm, cùng với thông số sản phẩm, cùng với hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái mạch khuếch đại công suất 2.0 60W ngày hôm nay. Nếu như các bạn nào mà có nhu cầu mua sản phẩm thì các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn xuống cái phần bình luận video này để tham khảo thêm về cái giá sản phẩm trong thời điểm hiện tại, cùng với tích và link mua hàng ở trên Lazada, Sendor và Shopee nhé. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm của bên mình. Ở đây thì Clark AB thì như anh em biết đấy, nguồn nó sẽ tiêu hao hơn so với khi chúng ta sử dụng bằng Clark D. Nhưng mà âm thanh thì chúng ta nghe thấy là tiếng bass rất là tròn, rất là chắc. Nghe nó có cái chất của nó riêng. Nói chung là mỗi một loại công nghệ khuếch đại công suất thì nó có một cái lợi thế riêng. Riêng đối với Clark AB này nó rất phù hợp để chúng ta nghe các những cái loa full. Cực kỳ phù hợp luôn. Thì mới một lúc nghe thôi thì mình đã thấy cái cục cái miếng nhôm này nó cũng ấm ấm rồi này. Nói chung là nó đến mức gọi là cũng ấm nóng rồi chứ cũng không phải là ấm ấm thường nữa. Đấy, có thể là do mình đang sử dụng cái loa công suất lớn quá hay sao. Rồi như vậy là bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo trên tiêu đề như video nhé. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.